Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô TV liên quan tới bi kịch 39 nạn nhân bị chết trong thùng xe container ở Anh Quốc. Hiện nay, thông tin mà rất nhiều người quan tâm muốn biết tới đó là 39 thi thể sẽ được đưa về Việt Nam như thế nào, chi phí ra sao, vào thời gian nào. Ngày hôm nay, Phố Bô TV và Dũng Taylor TV sẽ đem đến quý khán thính giả những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này. Xin chào anh Dũng. Dũng Taylor uh, xin chào anh Lân và chào khán thính giả của Phố Bồ Sa TV cũng giống như là khán thính giả của Dũng Taylor TV. Hôm nay Dũng uh, rất hân hạnh uh, lần nữa đến với uh, diễn đàn của anh và gửi đến những cái thông tin uh, chính thức, đây là thông tin chính thức uh, từ chính phủ Việt Nam đưa ra liên quan tới cái bi kịch của 39 nạn nhân. Đây là cái giai đoạn Dũng cho là uh, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ nhất là chúng ta đã trải qua là nhận dạng và xác định là công dân Việt Nam chúng ta có thể nói là thông tin về cái vấn đề đưa 39 thi thể về Việt Nam hiện nay rất là khó tìm được biết anh cũng đã có những cách để mà tìm tòi về những cái thông tin mà rất nhiều người quan tâm đó anh có thể chia sẻ với mọi người thôi xin cảm ơn anh Lân. thì khi sự việc này xảy ra thì Dũng cũng là cái người đầu tiên đưa ra cái thông tin là nghi vấn là 39 nạn nhân là người Việt Nam chúng ta thì dĩ nhiên khi chúng ta làm truyền thông nó có những cái mà chúng ta có thể thông tin ở bên trong đưa ra và À, cái đánh giá của anh em chúng ta là anh em chúng ta phải quyết định để có đưa thông tin hay không thì ở trong lúc đó là Dũng tin vào cái nguồn tin ở bên trong ở bên Anh Quốc đưa ra cho Dũng cho nên Dũng đã là người đầu tiên đưa ra cái thông tin là 39 nạn nhân là người Việt Nam thì dĩ nhiên là nó Dũng cũng nhận được những cái dư luận trái chiều nhưng mà khi làm truyền thông Dũng cũng học từ anh Lân là nó phải có một cái điều là chúng ta phải cọ sát và gửi đến thông tin nếu mà chúng ta chờ mọi thứ nó chính thức hết rồi thì chúng ta chỉ loan tải thôi chứ không phải là cái người mà giống như anh em mình đi tới nơi người thật việc thật đi điều tra đi tìm hiểu thì ở trong cái sự việc này nó đã một phần nào nó lôi cuốn dũng vào và một phần nào nó nhờ cái sự hỗ trợ của anh và động viên thì anh em chúng ta đã có mặt ở bên anh quốc thì bây giờ dũng cảm thấy là người, dũng là người trong cuộc chứ không còn phải đứng nhìn từ xa hoặc là nghe hơi nữa cho nên thành ra là mình cũng muốn thấy cái giai đoạn cái một cái bi kịch này nó tới cái hồi kết mà là hồi kết nó rất là nhân văn nhân bản mà nó đúng cái tinh thần dân tộc của người việt nam chúng ta thì cái giai đoạn 1 nó đã nhận dạng, nó đã trải qua rồi và xác nhận được 39 người này là người công dân Việt Nam coi như là các em đã có tổ quốc, đã có quê hương để trở về thì bây giờ làm ai cũng đang trong ngóng là giai đoạn thứ nhì làm bằng cách nào để đưa các thi thể này về và chi phí như thế nào thì Dũng cũng xin mạn phép luôn là giải thích cho quý vị là lúc đầu tại sao quý vị nghe những cái thông tin gọi là chi phí ở bên Anh Quốc lo hết 100% thì theo những cái thông tin Dũng lượm lạc được và Dũng xác nhận là được là tại vì lúc đầu phía nhân viên cảnh sát bên thám tử họ điều tra họ biết là cái không phải là chỉ có 39 nạn nhân này là vi uh, vượt biên lậu và cái tình trạng di trú của họ là không có uh, rõ ràng đó gọi là lậu dẫn những như thế mà thân nhân của họ bên Anh Quốc cũng vậy Cho nên thành ra là muốn nhận dạng 39 người này thì nhận dạng nhanh nhất Không phải chờ DNA đến từ trong Việt Nam là nhờ thân nhân gia đình ở bên Anh Quốc đứng ra nhận dạng Nhưng vì cái tình trạng di trú của họ nó cũng bấp bên Cho nên họ không dám lộ diện thì bên phía thám tử họ đã đưa ra Họ cho thấy là chúng tôi cam kết họ đưa ra một cái điều nó gọi là immunity nữa anh Lân Immunity nó giống như là miễn tử bài vậy đó là chúng ta chỉ dành cho ngoại giao thôi là chúng tôi sẽ đưa cái immunity cho các bạn nếu các bạn đứng ra nhận thân nhân thì chúng tôi sẽ không truy tố các bạn những cái thông tin các bạn cung cấp nó là tư chứ không phải là để dùng thì cái đó nó cũng chưa đủ nó cũng chưa đủ cái 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 động lực để cho nhiều người đứng ra chỉ có bốn năm người đứng ra thôi mà chúng ta biết hầu như là 99% của nạn nhân đều có thân nhân gia đình ở bên Anh Quốc hết chứ họ không có tự một mình họ họ đi bên đó mà đến một cái nơi xa xôi mà không có bạn bè thân nhân cho nên nó đã có một cái đường Của những người đi trước để dìu dắt Họ biết cái điều đó Cho nên thành ra tôi nghĩ là Bên thám tử đã đứng ra làm thêm một điều nữa Là họ hứa là họ sẽ quy động Và họ làm hết khả năng của họ Để thuyết phục chính phủ Anh Tài trợ hết vấn đề mà đưa 39 cái thi thể Về với lại gia đình à, miễn phí và những người làm công việc của những người dịch vụ ở bên đó um, thông dịch họ cũng chuyển tải cái thông tin này lại chứ lại cho gia đình nạn nhân cho nên thành ra từ lúc đầu là gia đình của nạn nhân và một số dư luận có thông tin là miễn là người Việt Nam thì chính phủ Anh sẽ tài trợ 100% miễn phí đưa thi thể về và cái điều đó nó gây ra một cái lấn cấn nữa là chính cũng vì thế cho nên nhiều gia đình ở ở Việt Nam không chịu ký vào những cái đơn khi chính phủ Việt Nam tìm tới để mà huy động và vận động vấn đề mang cho cốt về để mà cắt giảm cái chi phí hoặc là à, không có mang thi thể về thì nó gây ra mấy ngày hôm nay cái dư luận nó xôn xa là ủa tại sao anh Quốc nói tài trợ hết mà Và giờ chính phủ Việt Nam lại à, huy động hoặc là vận động để mà đem cho cốt hoặc là à, gia đình Việt Nam còn phải ký à, trả cái phần một phần nào cái tiền mang về nữa thì Dũng Thinh giải thích để cho quý vị nắm bắt cái phần đó. Thì bây giờ khi mà nhận dạng thi thể rồi thì cái câu chuyện nó thay đổi một chút xíu chúng ta cũng hiểu là anh quốc hiện giờ họ đang đứng ở trong cái giai trò một cái giai đoạn lịch sử về cái vấn đề mà chính trị và kinh tế là đây là còn ba tuần nữa thì quốc hội của anh quốc sẽ bầu cử một lần thứ ba để quyết định là họ có rời khỏi brexit có nghĩa là tách rời khỏi khối âu châu hay không thì đây là cái tình trạng nó rất là nguy kịch đối với lại cái kinh tế và luôn cả cái chính trị của anh quốc Phân nửa Anh Quốc thì họ ủng hộ Phân nửa thì không Cho nên thành ra nếu mà chính phủ Nếu mà theo cái số tiền mà Dũng thu thập được Nếu chính phủ tài trợ hết Không có cắt giảm gì hết Trả tiền sòng phẳng như giá thị trường Thì 39 cái thi thể này tốn gần 400.000 bản Để đưa về tới bên Việt Nam Cho nên thành ra nếu chính phủ Anh Quốc đứng ra Làm theo cái lòng nhân đạo của họ cũng được 400.000 bản không là gì Nhưng mà nó đứng đề ra là nó có thể để là một trong hai viên sạn một viên sỏi ở trong những cái phe mà họ chống họ không thích cái vấn đề mà di dân lậu nhập tinh nhập cư vào trong anh quốc thì họ sẽ cho rằng chính phủ anh quốc làm cái động tác đó có thể là cái động tác mà giống như là khuyến khích để mà cho những người mà di dân lậu thì thành ra nó sẽ ảnh hưởng cái số phiếu của dân cử tri bầu chống lại cái brexit cho nên thành ra là chính phủ đã thận trọng một phần nào thì họ nói là chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ hết khả năng nhưng mà vấn đề lo 100% thì chúng tôi không thể trong lúc này chúng tôi không thể làm được Có thể là phải chờ sau khi bỏ phiếu Thì nếu mà chờ sau khi bỏ phiếu Thì chúng ta sẽ chờ qua hết cái năm nay Tại vì nếu mà giữa tháng 12 mới bỏ phiếu Thì bắt đầu chuẩn bị đưa vào Giáng sinh và Tết Tây Thì phải chờ tới năm sau Thì các em phải nằm ở bên đó nữa Thì Dũng nghĩ gì cái đó Cho nên ở bên phía Anh Quốc họ dẫn họ Hiện giờ họ làm việc với chính phủ Việt Nam Để mà làm việc với những nhà Những cái chỗ mà cung cấp hồn Những cái những làm dịch vụ mà đưa cho cốt hoặc thi thể về bên Việt Nam với cái giá mà nó gọi là khuyến mãi à, hữu nghị thì Dũng nghĩ là trong thời gian vừa qua chính phủ Việt Nam đã một phần nào cũng vận động chính phủ Anh là bây giờ nếu không hỗ trợ 100% thì cũng hỗ trợ để mà đưa thi thể về với lại cái giá hoặc là cho cốt về cái giá mà thấp nhất có thể thì hôm nay thì Dũng nhận được một cái à, trước mắt Dũng là một cái à, giấy của bên Bộ Ngoại Giao với cái 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 số văn bản của Bộ Ngoại Giao là à số 44 4441 còn văn bản của bên văn uh, phòng chính phủ là 3340 cùng với cái văn bản 33 uh, 3566 của Bộ ngoại giao uh, 3356 thì nó đã có từ ngày 9 tháng 11, còn cái văn bản mà uh, 3340 của văn phòng chính phủ thì có ngày 14 tháng 11. Giữa ba cái văn bản này nó kết hợp lại là từ ở bên Bộ ngoại giao trên văn phòng chính phủ giao tới uh, chính phủ của Ủy ban nhân dân địa phương thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế nơi mà có 39 cái nạn nhân này thì đây là một cái văn bản coi như là chính thức của bên chính phủ Việt Nam đã đưa ra sau khi họ ngồi làm việc là bên chính phủ Anh về cái vấn đề hỗ trợ gia đình mang cho cốt hoặc là mang thi thể về tới bên Việt Nam và họ có chi phí rõ ràng và họ có giấy tờ văn bản để bên gia đình Việt Nam ký và dũng muốn đứng lại nữa là chính phủ Việt Nam đi thêm một bước nữa là họ khẳng định là không phải chỉ có chính phủ Việt Nam, chính phủ Mỹ, chính phủ Anh và bất cứ quốc gia nào trên thế giới họ không có chính sách hoặc là họ không có trách nhiệm để đưa thi thể của nạn nhân về nước của họ khi chúng ta đó là đó là bổn phận trách nhiệm của gia đình còn thí dụ mà chính phủ họ làm là vấn đề nhân đạo chứ không phải là trách nhiệm của họ thì chính phủ Việt Nam ở trong cái văn bản này họ cũng có nói cái điều đó để cho quý vị nhận định rõ ràng là khi mà chúng ta có thân nhân mà bị tử vong ở nước ngoài mà chúng ta muốn đưa về nước của chúng ta thì cái đó là bổn phận và trách nhiệm của gia đình cho nên thành ra chúng ta ở Mỹ này chúng ta có bảo hiểm y tế bảo hiểm nhân thọ vân vân để họ đứng ra họ lo cái vấn đề đó còn nếu mà chính phủ nào mà đứng ra họ làm là vì vấn đề nhân đạo chứ không phải là trách nhiệm của chính phủ thì đó là những cái gì mà Dũng đang nắm được ở trong đây coi như là chính thức là văn bản này không có lưu không có loan tải ra cho công chúng chỉ gửi cho tới gia đình của nạn nhân và những gia đình nạn nhân nào mà đã có liên hệ với lại những thông dịch viên hoặc là liên hệ với dũng thì họ gửi để cho mình xem để mình kiểm chứng tại vì cũng chính những cái gia đình này từ lúc đầu là họ tin tưởng mình họ cần tìm tới mình để mà giúp họ để mà à, kiểm chứng những cái thông tin thì một lần nữa dũng nhận được những cái thông tin này dũng nghĩ là ở bên anh quốc thì những người thông dịch viên cũng có những cái thông tin này để giúp cho những người trong gia đình để họ biết tại vì nhiều người gia đình họ ở nhà quê thì họ nhận được những cái thông tin này đến từ cơ quan ở địa phương thì họ cũng muốn kiểm duyệt lại trước khi họ ký vào đó như vậy thì với 50% chi phí sẽ được trả bởi chính phủ Anh quốc 50% còn lại nó sẽ từ chính đâu? phủ Anh quốc không có nói là họ chi trả họ nói là họ đã làm việc với tất cả công ty dịch vụ để mà cắt giảm chi phí xuống 50% với giá thị trường Có thể là chính phủ Anh Quốc sẽ tài trợ cho những công ty đó ở bên Anh Quốc chứ không phải là trả tiền trực tiếp Nhưng mà những cái nơi chẳng hạn như trại hồn hoặc là những nơi mà họ thiêu cho cốt thì họ giảm xuống cái mức còn 50% thôi uh, để mà uh, hỗ trợ cho nên chính phủ Anh họ cũng thận trọng Dũng không nghĩ là họ nói là chúng tôi sẽ chi trả nhưng mà có thể là subsidy có nghĩa là họ tài trợ họ giúp cho những cái một phần nào là công ăn việc làm cho những công ty của nước của họ về những cái dịch vụ này một phần là họ tỏ cái lòng nhân đạo thứ ba nữa là họ muốn một phần nào giữ cái lời hứa của những người mà là thám tử ở trong cái sự việc này từ lúc đầu đã nói là sẽ hỗ trợ cho nên thành ra tôi nghĩ là một 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 đá mà nó tới ba chim ở trong đó và họ thận trọng vì nó mang tầm cỡ nó lên tới ừ. cái vấn đề ngoại giao rồi tức là họ làm cái cách để mà đưa cái chi phí đến thấp nhất có thể Đúng thấp rồi. nhất có thể mà lại không ảnh hưởng liên quan tới những vấn đề chính trị uh, vốn rất là phức tạp ở trong uh, uh, cái 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 xã hội uh, Anh hiện nay. Uh, mình dùng cái câu Dũng hay nói chắc anh Lân mới là Dũng hay nói thuận tình hợp lý thì nó sẽ lâu dài hơn. đôi khi chúng ta đem lý ra chúng ta nói chuyện mà nó không có tình trong đó thì nó hơi lạnh. mà chúng ta nói tình không mà không nói lý thì không có thuyết phục. thì Dũng nghĩ chính phủ Anh họ đang đi cái bước thận trọng đó làm sao cho thuận tình hợp lý. thì sau cái thời gian kéo dài cũng hai tuần sau khi mà khẳng định được danh tính rồi hôm đó là 7 tay lúc đó trước khi anh em mình lên máy bay là đã khẳng định được danh tính hôm nay là ở Việt Nam là 18 tay thì có nghĩa là sau 11 ngày thì đã có quyết định về cái vấn đề chi trả và ai chịu trách nhiệm như thế nào như vậy thì có thể nói là đứng ở góc độ gia đình họ sẽ đang phải nghĩ tới cái vấn đề là 50 chi phí uh, bình thường để mà đưa gia đình họ chính xác về. Kho khoảng chừng bao nhiêu thưa anh? À, thứ nhất là họ có hai cái lựa chọn nếu mà chúng ta vẫn còn quyết định muốn gặp thân nhân chúng ta lần cuối để mà an táng theo cái tập tục của người Việt Nam mình để mà người ta nói sống thì có nhà chết thì có mồ thì Dũng rất tôn trọng cái điều này người ta nói là có có đài ở đây cũng hội phỏng vấn Dũng hỏi là anh nghĩ những cái đòi hỏi đó của gia đình có quá đáng không Dũng nói là nếu chúng tôi làm cha làm anh làm em của những người thân nhân tôi cũng muốn làm cái điều đó vì điều có điều cái là mình có điều kiện hay không chúng ta không có điều kiện thì chúng ta không được đòi hỏi còn khi chúng ta có điều kiện và nhận được cái sự hỗ trợ thì chúng ta nên tôi nghĩ cái đó là cái điều tối thiểu không? tức là ai cũng muốn nhìn thấy thi thể trọn vẹn của chính thân xác nhân, và khi thi... nhìn mặt một thiệu. lần cuối hoặc có thể chạm vào người của mình một lần cuối đúng không đó là dù sao cũng là xương máu thịt của bố mẹ sinh ra cho mình thì bây giờ trước khi chia tay thì mình cũng muốn chạm vào con mình một lần cuối lúc mẹ dũng mất cũng vậy là dũng cũng muốn chạm với mẹ dù cho bên đạo phật còn khuyên là không nên không nên để cho người ta ra đi nó thanh thản không được khóc và không được nước mắt của mình không được chạm vô mẹ dũng cố gắng lắm nhưng mà cũng khó mình là người mà anh lân thì thành ra là dũng luôn đóng cái vai trò đó cho nên dũng rất là hiểu thì cái vấn đề mà gia đình mà muốn gặp thi thể muốn gặp các con gây là một lần cuối tối lời chia tay nè dũng nghĩ cái đó là là cái điều mà hợp lý và mình dễ hiểu chỉ có một cái là có điều kiện hay không thôi khi chúng ta có điều kiện thì chúng ta đòi hỏi gì cũng được khi chúng ta không có điều kiện thì chúng ta cái hạn chế ở ở cái điều đó thì mình phải hiểu cái điều đó. Vậy thì cái, cái ước tính của anh mỗi cách nó sẽ tờ, chi phí nó là như thế nào? Ước tính của Dũng cái này không phải ước tính mà là ở trên công văn nó có rõ ràng luôn. Tại vì cơ quan ở trong cái công văn của Bộ Ngoại Giao và ở bên văn phòng Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cho ừ. cơ quan địa phương đến làm việc với lại từ gia đình thì trên cái mẫu này họ đã đưa ra và họ chi ra hai cái phần lựa yeah. chọn. Lựa chọn thứ nhất là đưa cho cốt về thì nó khoảng chừng 41 triệu tiền Việt Nam. 41 triệu 100 ngàn thì nó chính xác hơn Còn nếu đưa thi hài về Thi thể về thì sẽ là 66 triệu Cho nên trên lệch với nhau khoảng 25 triệu Đó là cái lựa chọn Và nếu mà anh đưa thi hài về Thi, thi thể về thì anh phải đưa bằng trong cái hòm kẽm Thì giống như hôm trước có người hỏi Dũng Dũng cũng nói là chúng ta đưa đi hòm gỗ thì nó sẽ mắc hơn vì cái vấn đề bảo quản cái thi thể đông lạnh trên nguyên của quá quá trình chuyến bay còn anh đưa trong cái hòm hầm kẽm thì thường thường anh thấy lính mỹ thường thường cũng được đưa về như thế rồi khi trước khi mà an táng mai táng thì họ đưa vào cái hòm gỗ cho nó đẹp hơn nhưng ở trên cái lộ trình thì để bảo quản cho nó tốt hơn và nó rẻ hơn thì sẽ đưa vào cái hòm kẽm thì ở trong cái văn bản của chính phủ đưa ra là hiện giờ 66 triệu là cái hòm kẽm để đưa thi thể về tới Việt Nam còn cho cốt thì là 41 triệu về mặt thời gian thì thế nào thưa anh thời gian thì hiện giờ vấn đề là tài chính thôi gia đình có tài chính hay không nếu mà gia đình có tài chính thì ký vào cái mẫu đơn một à, hiện giờ chính phủ việt nam đưa ra hai mẫu đơn học mẫu đơn một là gia đình có tài chính ký vào và gia đình sẽ chi trả phần đó còn mẫu đơn hai là à, ký vào để mà nhờ chính phủ việt nam tạm ứng trước nhưng phải cam kết là sẽ hoàn trả lại cái số tiền đó thì tùy theo mình ký đơn càng nhanh thì gia đình sẽ nhận thi thể càng, càng sớm và có một cái thông tin đó là chính phủ việt nam sẽ không có đưa cho báo chí việt nam về cái thông tin khi nào thi thể về tới việt nam cái đó là vấn đề riêng tư để tôn trọng cái vấn đề riêng tư của gia đình còn gia đình loan tin ra như thế nào là tùy theo gia đình còn về cái mặt mà về trên chính thức thì chính phủ việt nam sẽ không có loan tin là thi thể khi nào về bao nhiêu thi thể và báo chí việt nam cũng không có những cái thông tin này cho nên thí dụ báo chí việt nam mà có nắm thông tin thì dũng nghĩ cũng trực tiếp qua từ gia đình thân nhân nạn nhân thôi chứ về mặt ở bên ngoại giao là sẽ không có một phần thì Dũng cũng hiểu muốn làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng đi khi mà chúng ta cứ dậy sống và tiếp tục thì nó không có giúp được cho cái phần nó gọi là closure để đóng lại bây giờ cái chuyện đau buồn cái bi kịch này nó về cái vấn đề là nó về tới gia đình rồi thì chúng ta hãy chia sẻ với từng gia đình chứ chúng ta không cần phải phô trương rầm rộ lên nữa thì Dũng cũng hiểu lý do tại sao là hạn chế về cái thông tin đưa cho mặt báo nếu như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng thưa anh à... dạ nếu những gia đình mà không có điều kiện để mà đưa con về sớm như vậy thì họ sẽ phải đợi cho tới khi nào họ có khả năng vậy thì thi thể hoặc là cho cốt sẽ nằm ở bên anh cho tới khi nào họ có khả năng hay sao? Cái điều này là cái điều mà cũng dũng đang chắc chở. Và dũng nói là từ khi dũng anh lân về từ anh quốc về thì bà phương bà vợ ở nhà bà cũng biết là dũng mỗi đêm có ba bốn tiếng không có đêm nào ngủ hơn được hết. Tại Dũng cảm thấy là Dũng có thể làm thêm được điều gì ngược lại với cái lời anh Lân khuyên Dũng là Dũng muốn vấn thân vào cái nghề truyền thông này Dũng phải tách rời cái cảm xúc nhiều một chút thì Dũng mới làm được đa dạng nhiều thứ còn khi mà cái nhiều vấn nạn mà Dũng cứ để cảm xúc vô thì Dũng cũng đang cố gắng nhưng mà hiện tại giờ đó 39 đứa Dũng cứ nói phần lớn hai chục đứa là nó dưới tuổi con của Phương và Dũng À, cháu duy hải cháu lớn nhất con là 26 tuổi thì quý vị cũng biết là khi qua tới đó rồi đến hiện trường dũng với anh đi tới cái cảng tới nhà thương thì nó cứ gần lắm mà không chạm tới được và mình cứ cảm thấy mình muốn làm gì được thêm cho nên dũng về tới bên mỹ dũng cứ là cái tâm trạng của dũng nó hơn nó, nó nói thì vì cái vấn đề anh mới đặt ra dũng cũng đặt ở trong cái tình trạng là nhiều gia đình hiện giờ đừng nói còn đang mang nợ đang nghĩ cách làm sao trả cái số nợ để cho con mình nó đã đi rồi bây giờ là tiền đâu mà đem các em nó về nữa đúng không thì thành ra dũng mới nghĩ là hiện giờ là chúng ta có thể ở trong cái phần này dũng có thể làm được có một hai cái hội nhất là ở bên cái hội đồng hương ở bên anh quốc có mời dũng đến trong cái buổi mà để tổ chức gây quỹ ngày 24 tây tháng 11 này thì dũng có thể là không đến được nhưng mà dũng sẽ gián tiếp làm việc với họ qua điện thoại hoặc là qua skype hay là qua messenger để mà trong cái buổi gây quỹ ngày 24 tây chúng ta kêu gọi nhiều hơn nữa số tiền hiện giờ mà họ thông báo cho dũng biết là có chục họ thu thập được khoảng chừng hai 000 bản rồi mà hiện giờ cái con số này cho chúng ta thấy đó nếu mà đưa hết 38 chứ không phải 39 tại vì có một em thì là bố mẹ bên Anh Quốc Anh Lân nhớ là giờ chót mới đứng ra nhận em thì bố mẹ sẽ giữ thi thể của em cho cốt lại bên Anh Quốc thì chúng ta đưa 38 thi thể về theo cái con số mà chúng ta tính đây đó, là khoảng trên dưới là khoảng chừng 120 000 đô la Thì bây giờ hiện giờ là 100 cái số tiền mà bên Anh Quốc đang thu thập cái quỹ cái hội ở Birmingham Thành phố Birmingham mà họ sẽ có cái buổi trình Cái buổi gây quỹ này ngày 24 Tây đó Họ đã thu thập được 20 000 bản Trên dưới khoảng 30 000 đô Và Dũng cũng có một hai người đã liên lạc với Dũng là họ cũng đã gây quỹ và mình không biết cái con số nó là bao nhiêu và hôm trước trước khi đi qua Anh Quốc thì cũng có hai vị hảo tâm nhà Doanh nhân ở bên Boston có liên lạc với Dũng là nói là muốn đóng 10.000 đô thì Dũng, lúc đó Dũng cản cái người đó lại Dũng nói thứ nhất là không biết là à, mình đóng và nó sẽ đi vào đâu để từ từ lắng dịu xuống là mình sẽ tính nhưng mà sau khi các em hai hai vợ chồng này nghe cái thông tin nói là chính phủ Anh là sẽ tài trợ 100% thì họ lại đổi ý họ nói là họ thôi như vậy thì họ không đóng góp nữa thì hôm nay Dũng cũng muốn mượn cái diễn đàn này để mà nếu các em vẫn còn muốn giúp người giúp đồng hương chúng ta và vẫn còn cái ý đó thì bây giờ các em đã nắm thông tin chính thức rồi chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra rồi là cái vấn đề này nó sẽ trở thành cái gánh nặng của gia đình một là gia đình có tiền hai là gia đình cũng phải ký cam kết để mà hiềm nguyện vọng dù cho đưa cho cốt hay thi hài uh, thi thể về vẫn phải chi phí thì nếu mà các em vẫn còn muốn hỗ trợ cho gia đình thì liên lạc với anh với anh Dũng cho anh sẽ cho biết chúng ta sẽ mở một cái tài khoản nó gọi là uh, charity nam profit để chúng ta bỏ vào đó chứ dù anh không tin vào đưa vào tài khoản cá nhân của một người nào hết và mình sẽ tuyên bố cái 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 số tiền đó khi chúng ta có đầy đủ số tiền anh sẽ tuyên bố để cho gia đình nạn nhân họ biết là những gia đình nạn nhân nào mà đang gặp cái khó khăn hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi ghi danh cho biết là gia đình ABC nào đó đã nhận được số tiền thì quý vị có thể ký vào cái mẫu đơn thứ hai là cam kết với chính phủ Việt Nam nhờ chính phủ Việt Nam ứng trước để đưa thi thể về rồi sau đó quý vị sẽ nhận lại tiền từ những cái quỹ này để hỗ trợ quý vị để trả lời cho chính phủ Việt Nam cho nên thành ra Dũng nghĩ đây là cái điều mà Dũng có thể làm được với lại những cái hội đoàn Dũng biết ở bên Đức cũng có một cái hội đoàn cũng đang làm cái điều đó và ở Việt Nam cái cô bé Nghệ An gì mà hôm trước anh Lân nói cũng đang làm cái điều này thì Dũng muốn kết hợp lại giữa những cái Dũng và những người này để mà chúng ta góp thành một cái cái ngọn đuốc và nó sưởi ấm cho gia đình là chúng ta có thể tuyên bố nói là chúng tôi có được cái số tiền này rồi để giờ gia đình nào mà đang cần tới hãy liên lạc với chúng tôi để mà mà ký vô ngày thì bây giờ tất cả mọi thứ giống như mình đánh tennis đó, anh anh lân anh trái banh thì bên anh quốc họ đã, họ đã đánh qua sân của việt nam mình rồi thì giờ chính phủ việt nam cũng đã nắm bắt và đã tuyên bố thì bây giờ tới phần là mình thôi có nghĩa là cộng đồng và chính phủ việt nam trong văn bản cũng có đề cập nói là uh, tất cả gia đình nạn nhân được nhận hỗ trợ từ uh, những cái cá nhân cá thể nhưng mà phải theo quy luật của việt nam thì dũng muốn dũng về tới việt nam dũng cũng sẽ và những ngày tới dũng cũng sẽ cọ sát học hỏi để tìm hiểu theo cái quy luật của Việt Nam là gì là bao nhiêu hoặc là phải nhận bằng cách nào hình thức như thế nào là mỗi gia đình uh, của nạn nhân có thể nhận được tài trợ từ những cái uh, cá nhân hoặc là tập thể hay là hội đoàn về cái vấn đề hỗ trợ uh, tài chính để mang thi thể về đúng tôi cũng có ghi nhận một số hội nhóm cũng trước đây cũng đang là có cái sự gây quỹ riêng của họ để giúp rồi uh, họ bị lấn cấn là không biết là giúp có có tác dụng gì hay không nếu mà một khi mà chính phủ Anh uh, chi trả một trăm thì không cần thiết nữa. Uh, giờ đây thì có lẽ là các hội nhóm đó sẽ còn có cái cơ hội để mà tiếp tục cái vấn đề gây vâng quỹ à. một cách một cách uh, chính thức một cách uh, chính đáng của họ để mà giúp đỡ uh, gia đình. Vâng. Uh, về cái góc độ uh, uh, chính phủ uh, Việt Nam có giúp hay không? Tại sao chính phủ Việt Nam không giúp mà để chính phủ uh, Anh giúp? Đỡ? Tôi cũng có nghe. À, đây đó một số người đặt có vấn đề thì uh, như chúng ta cũng trao đổi vừa rồi uh, kể cả chính phủ anh họ cũng có cái uh, cái uh, cái khó khăn của họ thì chính phía việt nam uh, cũng chắc chắn cũng sẽ có cái khó khăn về mặt về mặt phải làm như thế nào cho nó vấn đề số tiền tôi nghĩ không phải là cái vấn đề uh, quan trọng mà vấn đề làm sao để nó thuận thì mới là quan trọng. Có lẽ chính phủ Việt Nam có muốn uh, uh, giúp đi nữa cũng khó tại vì uh, cái dư luận cũng có nhiều cái dư luận họ không đồng thuận với lại cái cách ra đi của những người này cho nên nếu mà chính phủ mà mà giúp thì nó họ lại 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 có một cái vấn đề phải đối diện với dư luận mà phản đối như thế nào nữa thôi anh. Dạ nó thuận nên là mình nãy giờ Dũng lập đi là Dũng nói là thuận là thuận tình và nó hợp lý. Anh Lân nói đúng, <laughs> nhiều người Việt Nam tại trong diễn đàn của Dũng tuy là uh, cái đài cái kênh của Dũng cho ra đời chưa tới hai tháng nhưng mà cái sự ủng hộ gì nhiều người tìm tới Dũng Thứ nhất là họ đã nghe tiếng nói của Dũng bao nhiêu năm nay trên diễn đàn của Phố Bô Sa TV Cho nên thành ra họ cũng tin tưởng Và thứ nhì nữa là khi mà họ tìm tới với Dũng Thì từ nguyên cái quá trình này họ theo dõi và họ đã thấy những cái gì Dũng Dũng gửi đến cho quý vị họ đã kiểm chứng và thấy thông tin nó chính xác thì quay trở về thì họ cũng phản ảnh cho Dũng thấy là phần lớn là ở trong đó giống như anh Lân nói là nhiều người cũng có một phần vừa giận vừa thương và giận trách nữa và họ cho rằng mang cho cốt về là đủ rồi đừng đòi mang thi hài về đừng mang thêm cái gánh nặng cho chính phủ và họ cho rằng là tại vì cái cách ra đi của những người này một phần là, là ruồng bỏ cái cái xứ sở của mình ruồng bỏ cái hộ chiếu của mình vân vân nhưng mà dũng thì dũng nói rằng quý vị nhìn ở khía cạnh ở một góc thôi quý vị không có nhìn khía cạnh nó đa chiều không phải là họ ruồng bỏ cái hộ chiếu việt nam nhưng họ không có lựa chọn khi mình đã phóng lao mình theo lao mình đi theo con đường này thì mình bắt buộc mình phải hủy hết những cái nguồn gốc của mình cho nên thành ra lúc đầu chính bên anh quốc cảnh sát họ cũng không biết là trung quốc hay việt nam tại vì không xác nhận được cái nguồn gốc mà không xác nhận được nguồn gốc thì mình không bị trục sức về cái xứ sở tại của mình mình chỉ bị trục sức về bỉ về pháp vân vân những cái nước ven với lại anh quốc mình còn có cơ hội để mà trở lại với lại anh quốc cho nên thành ra đây là cái lý do mà họ làm chứ không phải họ làm gì cái tâm của họ ruồng bỏ cái quê hương của họ cho nên thành ra quý vị nói đi thì phải nghĩ lại đúng không và chúng ta cũng nói là không phải ai cũng có những cái quyết định đúng đôi khi ở trong đời sống chúng ta nhiều người may mắn thì có nhiều quyết định còn có nhiều người họ không có quyết định thực sự là như vậy cho nên dũng cố gắng mình nghĩ đa chiều một chút và mình mình từ bi và mình dị tha một chút là mình chính đang làm cái điều đó cho bản thân mình mình không biết được từ đây từ đây về sau gia đình con cháu thân nhân của mình nó cũng sẽ có những cái quyết định mà nó không đúng và mình cũng cần cái sự dị tha và từ bi của của những người khác thì bây giờ mình đang nói ở trong cái vai trò này dũng nghĩ là cái hay của mình đó làm chúng ta có thể nhìn lại 10, 19 năm trước 60 nạn nhân ở trong cái chiếc là người Trung Quốc 58 người chết thì họ 11 tháng sau họ mới đưa được hết thảy 58 cái thi thể về bên 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 uh, Trung Quốc thì nếu mà Việt Nam chúng ta làm được cái điều này trong vòng một tháng thì có nghĩa là đối với lại một cái nước láng giềng ở bên kia thôi họ 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 dư hơn chúng ta đó họ kinh tế họ bây giờ đứng thứ nhì trên thế giới mà họ cũng không làm được những điều mà Việt Nam và bên Anh Quốc đã đang đang làm thì Dũng nghĩ đó là một cái phần mà chúng ta một cái cái điểm hay mà chúng ta nên tự hào cho nên ở cái vấn đề dân tộc mà con người chúng ta hãy nhìn vào cái cái hay của nó, cái positive, đừng nhìn vào trong cái ly nước mà quý vị luôn nhìn nó nửa vơi thì luôn, quý vị sẽ luôn luôn khác, còn quý vị nhìn vào cái ly nước mà thấy lúc nào nó cũng đầy hết thì quý vị sẽ bớt khác đi và nhẹ nhàng một thứ. Thì cái đó là suy nghĩ của Dũng thôi. Cái uh, câu hỏi này nó mang tính kỹ thuật một tí, uh, vấn đề phải đưa một cái thi thể uh, mà đặc biệt là một thi thể trọn vẹn uh, từ uh, từ nước ngoài về Việt Nam nó phải như thế nào đó thì việc này nó xảy ra bên Anh nhưng mà được biết rằng là ở ở Mỹ anh cũng đã từng có cái cơ hội giúp đỡ cho cái một cái trường hợp đó là cố nghệ sĩ Anh Vũ khi anh ấy qua trình diễn ở quận Cam mà đột tử ở đây thì nó cũng có những cái vấn đề của nó anh anh có thể chia sẻ đôi chút về cái cái cái, cái tiến trình đưa một cái xác về Việt Nam nó như thế nào cái vấn đề của cố nghệ sĩ anh Vũ thì Dũng sinh đứng chính Lý Anh Vũ là một trong những người bạn thân mà đã đứng ra trực tiếp Nhưng ở trong cái giai đoạn đó thì Lý Anh Vũ cũng có những cái thăng trầm vấn đề tài chính Lý Anh Vũ cũng có chia sẻ với Dũng Thì hai anh em đều là like hết cho nên nói chuyện với nhau Và cái ngày mà gặp Lý Anh Vũ ở tại đám tang của anh Vũ thì Lý Anh Vũ cũng có chia sẻ mà mình biết tại vì trước đó này mình cũng đã có kinh nghiệm để giúp cho nhiều người để mang thi thể của thân nhân đi về Việt Nam thì cái cái công đoạn mà Dũng tìm hiểu được ở bên Anh Quốc và bên Mỹ rất là giống nhau thứ nhất đó, nếu mà đây là không phải là một cái tình trạng chung mà nó đi lên tới cái vấn đề bộ ngoại giao đó, thì nó sẽ khó khăn khó khăn đây là sao chúng ta vấn đề vệ sinh chúng ta phải xin được cái cái giấy để mà ở bên nước Việt Nam chẳng hạn chúng ta đem về Việt Nam thì phải ở bên Việt Nam phải có cái giấy chấp nhận cho mang thi thể về hoặc mang cho cốt về. Còn ở bên này khi chúng ta xuất cản một cái thi thể thì chúng ta cũng có những cái thủ tục để mà bên này chấp nhận về vấn đề vệ sinh, vấn đề y tế và đảm bảo là không có dùng cái thi thể đó làm những cái chuyện mà mà nó gọi là quốc cấm cho nên thành ra cái thủ tục nó rất rắc rối nhưng hiện giờ cái giai đoạn nó đã được đốt giai đoạn rồi chính phủ anh họ đã tạo điều kiện cho mình và họ giao tất cả cho đại sứ quán anh quốc ở bên london cho nên đại sứ quán anh quốc họ sẽ đứng đại sứ quán việt nam tại anh quốc họ sẽ đứng ra họ lo hết cái thủ tục cho mình đơn giản là thường thường họ khám nghiệm tử thi thì chúng ta cũng biết họ sẽ móc ruột ra để họ xem thì bây giờ những cái phần đó họ cũng sẽ hỏi mình là mình có muốn họ đưa những cái bộ phận này ngược vào trong thi thể để mà đưa về hay là họ sẽ thiêu quỷ vân vân đó là một cái điều thứ nhì nữa là họ sẽ hỏi mình những cái di sản những cái đồ mà của người chết chúng ta muốn mang về theo văn hóa Việt Nam thì sẽ tẩm liệm chung hay là chúng ta muốn thiêu quỷ vân vân hoặc là cái điều nữa là thí dụ mà mình có tiền thì họ sẽ hỏi là mình có muốn đến để nhận thi hài không hay là mình muốn chờ chuyển thi hài về thôi thì bên Anh Quốc họ đã nói họ chính phủ Anh quốc họ nói họ tạo điều kiện là họ sẽ miễn thị thực cho những gia đình nào muốn qua nhận thi hài mà, mà, mà nhận thi thể thì dũng nghĩ là nếu mà đi nó còn chi phí thêm nữa hiện giờ chúng ta đang đau đầu vấn đề kinh phí để đưa thi thể về đừng nói chi là còn qua tới bên anh quốc để mà nhận thi thể nữa thì còn thêm kinh phí nữa thì dũng nghĩ là cái vấn đề mà qua tới anh quốc để nhận thi thể thì nó sẽ khó cho nên thành ra chúng ta phải ký giấy ủy quyền cho đại sứ quán bên Việt Việt Nam tại London để họ đứng ra họ làm tất cả những cái thủ tục này. Thì cái thủ tục mà giống như anh Lân nói đi di chuyển về một cái thi thể, thường thường một chiếc máy bay họ sẽ có chỗ để chứa đựng hai cho tới bốn cái thi thể. Họ giống như một cái máy bay bình thường, ở ở trên thì người chết, người người sống ngồi, ở dưới thì họ dẫn dân di chuyển vận chuyển những cái món đồ này như như cargo nhưng mà họ có những cái khoang đặc biệt trong đó một chiếc máy bay bình thường Dũng với anh Lân và mọi người bay đi về Việt Nam cũng vậy Nó có những cái khoang để dành cho những người chết Chẳng hạn như trên máy bay có những người bị nhồi máu cơ tim Vân vân thì họ sẽ đem thi thể xuống dưới đó Cho tới lúc máy bay hạ cánh chứ họ không có để ngồi ở trên cái ghế Giống như mọi người được vì vấn đề à, vệ sinh và vấn đề an toàn Cho nên thành ra mỗi chiếc máy bay họ đều có một cái khoang riêng Dành cho những người chết thì thi thể nó cũng được chuyển đi theo diện cargo Chứ nó không phải như lính Mỹ là chúng ta có một chiếc chuyên cơ chở tất cả mấy trăm lính Mỹ hay mấy chục lính Mỹ đi mà mỗi chuyến máy bay vậy nó chỉ có thể chở hai cho tới bốn cái thi thể thôi. Thì thành ra những cái những cái chuyến bay này nó đều đưa cái hòm kẽm vào và nó có cái khu đông lạnh nó để trong một cái thùng giống như một cái thùng cargo. Thay vì hành lý mình bỏ vào đó thì họ bỏ trong một cái thùng cargo riêng và nó giữ lạnh trong đó và họ đẩy vào riêng cho nên thành ra nó đi giống như một chiếc cargo vậy thôi cho nên thành ra chi phí vận chuyển một cái thi thể này ở bên theo anh, bên, bên uh, Dũng tìm hiểu được ở bên Anh Quốc thì khoảng chừng 1.200 bảng rồi khoảng chừng 1 rưỡi đô thì ở bên Mỹ này đó nếu mà vấn đề cá nhân Dũng có thể trình bày cho quý vị nghe nếu mà trong đây quý vị nghe thấy con số 66 triệu để thi, để di dời cái đưa cái thi thể về và uh, 41 triệu cho để đưa về cái vấn đề cho cốt quý vị tưởng là cao nếu mà thật sự không có sự can thiệp của hai chính phủ và cắt giảm được cái chi phí thì trung bình nếu mà ở bên Anh Quốc mà quý vị muốn đưa một cái thi thể về tới Việt Nam thì tốn khoảng chừng 8 cho tới 10 ngàn bảng ở Mỹ thì khoảng chừng 10 ngàn cho tới 15 ngàn đô để đưa một cái thi thể mà ướp lạnh mà đi về có hồn này, này kia về bên tới Việt Nam cho nó nó cao cấp 3 lần cho nên thành ra Dũng nghĩ là cái sự nhân đạo của chính phủ họ đã nhúng tay vào và nó có cái sự can thiệp của chính phủ Việt Nam cho nên thành ra cái chi phí nó xuống tới mức như vậy là mình nghĩ là đã tối thiểu rồi. À, họ đã làm những gì họ có thể làm à, để mà thuận tình hợp lý thì đối với gia đình của chúng ta nhất là những người mà có nhu cầu để nhận lại thi thể thì chúng ta cũng nên làm cái công việc trách nhiệm của chúng ta còn với tính cách của cộng đồng đồng hương, nếu chúng ta giúp đỡ được thì ở như những cái nãy giờ Dũng nói đó là 24 tây tháng 11 ở bên Birmingham sẽ có một cái buổi gây quỹ mà Dũng sẽ là làm việc chặt chẽ với các anh em bên đó vì họ cũng đã bắn tiếng họ muốn có cái nhà ý họ muốn mời Dũng có cái tiếng nói để giúp họ gây quỹ để mà cái buổi gây quỹ ngày 24 tây nó sẽ nhiều hơn hiện giờ cái số họ đang có trong tay là khoảng 30 000 đô nhưng mà hy vọng là bây giờ cái thông tin nó đã chính thức và mọi người muốn đóng góp anh Lân họ biết cái mục tiêu là đóng góp là gì rồi thì họ sẽ cố gắng để mà mà giúp cho san sẻ một phần nào uh, với lại đồng hương và những người đừng nói chi là là những người nghệ an uh, miền trung À, cái hội Nghệ An Dũng cũng biết là rất là đông, rất là mạnh ở trên toàn thế giới thì Dũng nghĩ cái phần đó nó sẽ, đây là một cái việc nó rất khả thi để giúp mà hy vọng là trước khi à, cuối tháng này bây giờ là chúng ta giữa tháng rồi, 17-18 tây rồi thì hy vọng là trước cái cái tháng 11 kết thúc thì tất cả các em sẽ về tới nhà Đó là những cái thông tin mới nhất liên quan tới à, 39 nạn nhân à, hy vọng với cái à, việc mà đưa các thi thể dù là đưa trọn vẹn tư thể hay là đưa cho cốt về nó sẽ đóng lại một cái một cái bi kịch mà rất nhiều người quan tâm trong thời gian qua cảm ơn anh Dũng rất nhiều chúng ta sẽ còn một vài những cái lần hy vọng là nó sẽ còn những cái lần sau cùng về cái việc này thưa anh thì hôm trước khi anh em chúng tôi rời anh Quốc anh Lân cũng có nói là là chúng tôi một phần nào khép lại nhưng mà chúng tôi không đóng lại được vì nó vẫn còn À, cái, cái mức độ dày đặc để chúng tôi thông tin thì nó không còn như xưa nhưng mà dĩ nhiên là hàng tuần nếu mà khi có thông tin mới vì dũng biết có nhiều người khán giả đang quan tâm cái vấn đề này đang theo dõi cái kênh của dũng TV họ vẫn tìm tới họ cập nhật thì dũng một phần nào và cái bản thân dũng nữa anh lân là cái lòng cái tâm của dũng dũng cũng muốn cho nó yên nó nhẹ xuống khi mà cái buổi tối mà hai anh em mình lần đầu tiên đến với hiện trường anh nhớ là trời rất là lạnh rất là gió và dũng anh thấy dũng đứng đó khoảng chừng 10 phút dũng không nói gì hết mà anh thì anh đang đi quay cảnh là dũng đang nói chuyện với các em Dũng là tâm linh Dũng nói là anh em tướng tôi, tôi tới đây thật sự là cái tâm của các anh là các em hãy phù hộ uh, các anh để mà các anh làm những cái việc cần phải làm để sớm đưa các em Thứ nhất là được nhận dạng lúc đó là chưa được nhận dạng để các em có quê hương có tổ quốc và có gia đình để các em yên tâm là các em biết bố mẹ và mọi người đã biết đã ghi nhận các em và giúp cho các anh làm cách nào để mà hỗ trợ để đưa các em về sớm đó là 10 phút đầu và sau khi dũng làm được cái điều đó dũng thấy cái tâm của mình mà mọi thứ nó lắng dịu xuống và ba bốn lần sau khi anh em chúng ta trở lại đó thì luôn người địa phương cũng nói là nắng đẹp và nó dịu dàng xuống nó không còn gây gắt như cái ngày đầu tiên thì đối với một cái người tâm linh như dũng cái đó nó nói lên tất cả thì giờ quay trở về cũng vậy cái thông tin này như anh lân vừa mới nói anh em chúng tôi sẽ À, không có cập nhật nó dày đặc nhưng mà khi có thông tin mới là chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và chúng tôi cũng muốn theo dõi và đây là một cái điều mà chúng tôi nói là với bản thân của chúng tôi là Dũng Thay là tôi muốn học về cái văn hóa quê mẹ của tôi và tôi nói là cái cách chúng ta cư xử với người người chết nó nói lên rất nhiều về cái dân tộc về một cái quốc gia về cái văn hóa của chúng ta khi mà chúng ta đối xử với người sống thì một phần nào nó thể hiện cho chúng ta thấy mà Dũng nghĩ là những gì quý vị thể hiện tuy là nó chúng ta chưa có hoàn hảo và chúng ta tới 90 mấy triệu người thì dĩ nhiên chín người tới 11 ý nhưng mà gần gần thì Dũng thấy là chúng ta bắt đầu kháng khích lại với nhau và gắn bó và chia sẻ với nhau. Đây là một cái điểm son mà cái điểm mà Dũng nghĩ Dũng một phần nào nó tự hào Dũng nửa giọng máu Việt Nam nhưng mà Dũng cũng tự hào những cái cách chúng ta ứng xử với nhau. câu chuyện của chúng tôi với những cái cập nhật liên quan tới 39 nạn nhân sẽ tạm chấm dứt ở đây. Và xin hẹn gặp lại trong những lần tới xin kính chào quý vị